Kế đến xin mời máy của bác An Mỹ chuẩn bị. Con xin đọc thay cho một câu hỏi của một bác trưởng ban hộ niệm gửi đến xin lão cư sĩ Dầu Âm hướng dẫn. Dạ kính thưa lão cư sĩ Dầu Âm, cho con một lời khuyên. Con là trưởng ban hộ niệm chuyên nhận ca khai thị hộ niệm cho người bệnh và hương linh. Khi nhận ca thì con chỉ biết đưa hết tâm nguyện, tình thương đối với người bệnh, hương linh để giúp họ có tín tâm về với Phật A Di Đà. Nhưng mỗi khi về nhà thực hiện thời khóa niệm Phật thì con lại thấy xấu hổ chính bản thân con. Con nhận thấy con còn thích tiền. Tuy nhiên là tiền là do con làm chánh đáng chứ không phải là xin ai, không phải nhận của ai. Thứ hai nữa là con còn sợ bệnh, nhất là khi con ốm hay là suy nghĩ lung tung. Vậy mình còn thích tiền, còn sợ bệnh mà khi đến với người bệnh, con lại khuyên họ buông xuống. Thiết nghĩ tâm thật thà từ bi của người bệnh có tin được lời con không? Cho dù ban hộ niệm con đã thực hiện khai thị hộ niệm rất nhiều người ra đi để lại thoại tướng tốt đẹp, con thỉnh kính mong lão cư sĩ Dầu Âm cho con một lời khuyên ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thế mới biết mình phàm phu, lội tẩy ra rồi. Thôi thì phàm phu, chấp nhận những hành động của phàm phu, tạm thời tha cho mình đi, tập tha lòng cho mình đi. Một lần tha như vậy, một lần sửa đi. Giảng người bệnh đừng sợ ốm, đừng sợ bệnh. Mình bệnh một chút mình sợ, mình thấy à như vậy mình mắc cỡ quá. Một lần mắc cỡ là một lần bỏ đi. Bỏ cái tập khí này, giao hẹn cho mình. Trong vòng một năm, nhất định con phải bỏ hết cái tập này. Chứ đừng để nó lồi qua tới năm thứ hai, năm thứ ba, rồi nó từ một năm, hai năm, nó biến thành là 10 năm. Nhiều khi trước khi chết, mình vẫn còn sợ bệnh. Uổng lắm đấy. Tiếc tiền, tiếc bạc, ai cũng tiếc cả. Đúng là phàm phu rồi. Như vậy thì mình nghĩ cái đồng tiền này nó không cứu được mình thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi đâu. Vậy thì một lòng mà nghĩ à mình buông xả, dặn người bệnh buông xả thì mình cố buông xả một chút đi. Thay vì một người tới mình cho người ta 10 ngàn, thôi bây giờ cho 50 ngàn đi. Trong miền Nam đấy. Rồi sau mà người nó kẹt quá, thôi lần sau mình có tới 1 triệu, 2 triệu thôi mình cho người ta 100 ngàn đi. Tập lòng đi chư vị. Tập lòng đi. Duy Âm thích nhất là những người bố thí. Thực sự đấy. Bố thí nó diễn tả cho cái sự buông xả đấy chứ vậy. Hòa Thượng Tịnh không dán hay lắm. Càng bố thí chừng nào phước báo càng lớn chừng đó. Ngài bố thí đến nỗi mà khi đi tới chùa đó, để mà đi xuất gia đó, có bao nhiêu tiền người ta bố thí hết. Ngài bố thí trôi lưỡi luôn. Đến nỗi ngài nói mấy chục năm nay tôi không biết cái đồng tiền này là sử dụng làm sao nữa. Nhờ vậy mà cái phước báo của ngài lớn vô cùng. Chư vị cứ để coi, càng bố thí chừng nào càng hưởng phước chừng đó. Đó đúng là lời Phật dạy, càng xả thì càng đắc, càng xả càng đắc. Những người mà ít cái tâm bố thí thường thường chịu khó chịu khổ hơn những người bố thí đấy. Chư vị để coi, những người mà bố thí nhiều, tự nhiên khuôn mặt người ta rạng rỡ vô cùng, mà làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lợi. Cái đấy là thực sự đấy chứ vậy. Chính vì thế mà một lần mình khai thị cho người bệnh mà mình thấy còn vướng cái đó, mình mắc cỡ, à mình chịu khó. Đúng rồi, như vậy thì mình ráng thêm nữa. Phàm phu chúng ta, ai có thể nói là một ngày, hai ngày chúng ta có thể phá bỏ được tập khí. Nhưng mà về nhờ cố gắng ráng vậy, quy định ra một thời gian. Ví dụ như một năm là nhiều lắm rồi, tới 365 ngày, nhất định mình phải bỏ được. Cố gắng đi. Diệu Âm thường khuyên cô Kim Ngọc đi tới shop mua rau mua quả, đừng nên lựa lên lựa xuống chi tội người bán. Bốc
đại cái mua rồi muốn hư hư đi, bỏ rồi muốn nó hư giữ cộng hư cho một cộng ra muốn thôi chứ mấy không vậy, phải không chư vị? Nhưng mà cái tâm này là tâm đại bố thí, đừng bao giờ lựa từng cái cộng đậu ve thiệt ngon đem về nhà chi tội cái người bán vậy, hãy hốt đại đi. Nếu mà mình cái tâm à mình ăn cái ăn già, nhiều khi cái ăn cái đậu ve già lại có chất bổ hơn cái đậu ve non, chư vị không biết đâu. Mà trong khi mình ăn như vậy mình vui, tự nhiên cái vui đó là làm biết bao nhiêu, nó tạo ra biết bao nhiêu chất bổ trong người của mình, không hay. Còn mình cầm cái bó rau muống là mình thấy mà cái đọt này héo héo chút, mình buồn, mình bỏ. Một lần buồn như vậy là biết bao nhiêu chất độc tiêm vào trong cái nội thể của mình. Mình ăn cái đậu ve mà mình thấy mình ăn non như vậy, mình hiểu à, mình ăn cái đậu non này thì có cái bà già kia bán đậu ve già. Nhiều khi tâm mình ấy đấy, một lần ấy nấy như vậy thì tự nhiên nó sinh ra không biết bao nhiêu cái học môn mà hư hại, nó làm cho thân thể mình tàn tạ đi. Cho nên tập bố thí đi chứ vậy. Vậy thì những người này cố gắng đi, mình biết được như vậy thì một lần mà mình cảm thấy xấu hổ như vậy, bỏ lần, bỏ lần, bỏ lần, quy định một thời gian tự nhiên hết lòng đi nhé chứ vậy. Chứ bây giờ bắt chứ vậy bỏ liền sợ rằng mình bỏ không được, thôi thì tha thứ cho những lần này, lần sau tập lần đi, thì đến một ngày nào đó mình sẽ bỏ được. À, gì là chúng con vô cùng là hoan hỷ được những lời hướng dẫn khuyến tấn của lão cư sĩ Dầu Âm. Chúng con sẽ xin hứa sẽ cố gắng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.